Ôi, ở đây công an đang thổi nồng độ cồn quá trời luôn các bác anh chị nè, uống năm anh luôn mà đứng này mới đi góc bắt thổi ngay cái ngã tư con đường Lê Đại Hành và con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toàn. Bây giờ là cứ hẹo luôn ha, vắng tanh như bạn trống quá trời luôn, một đêm thua lỗ. Các bạn trẻ, các người đi đường người ta ghé ngay người ta mua mang đi. Ở đây là quẹo phải là vào khu xá Lữ Gia. Có trật tự đô thị đứng đây nè, rồi xong luôn hết bán. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 8 giờ 15 phút tối ngày 6 tháng 1 năm 2024 và em đang đứng ở ngã tư con đường Lê Đại Hành với con đường 3 tháng 2. 3 tháng 2 là con đường Trần Quốc Toản trước năm 75. Đây, phía sau lưng của em đây. 3 tháng 2. Dòng xe đang quẹo về từ 3 tháng 2. Đó. Con đường Lê Đại Hành này thì sẽ đưa chúng ta về vị trí con đường Nguyễn Thị Nhỏ, Dương Công Trừng, hình như là cũng là Dương Công Trừng, ngay cư xá Lữ Gia với con đường Lữ Gia này, con đường Lý Thường Kiệt là Nguyễn Văn Thoại đó. Và tất nhiên ngay vị trí này chúng ta cũng đi ngang trường đua Phú Thọ năm xưa. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi tối bình an, luôn luôn nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. Những ngày cuối năm rồi, tối cuối tuần như thế này thì rất là nhiều người đi chơi, đi ăn uống, cà phê, hẹn hò. Chính vì vậy mà em cũng mời cô bác anh chị chúng ta chạy về khu vực cư xá Lữ Gia, nhà thờ Hồng, nhà thờ Tân Phước đó, để ngắm cảnh đêm của Sài Gòn, cùng với đó là cập nhật vài cái hình ảnh quán xá ăn uống cũng như là những cái kỷ niệm ngày xưa thân quen mà cô bác anh chị đã từng sinh sống đi qua hay là gắn bó với cái vị trí Phú Thọ quận 11. Rồi bây giờ không để cô bác anh chị đợi lâu, em bắt đầu đi nha. Đây là cái chung cư và có cái siêu thị Lotte. Trời đêm hôm nay thì cũng nóng đó, không có mát mẻ lắm. Mà cũng có thể là do em mặc áo khoác vào cho nên là thấy trời nè, nóng nóng oi bức. Bên phải của em ở đây là cái siêu thị Lotte, trung tâm thương mại Lotte, và người ta có trang trí những cái cành mai vàng đón Tết rồi đó. Cô bác anh chị thấy không? Một chút cái không khí mùa xuân đang về. Bây giờ ra đường thì những cái bài hát xuân, những cái cánh mai vàng, mặc dù nó là mai giả thôi đó, có hai cái hình ảnh đó và cái âm thanh đó, nó làm cho chúng ta cảm nhận cái Tết đang đến rất là gần, mặc dù chúng ta còn một tháng nữa. Vào những cái ngày cuối năm thì người ta đi mua sắm và đi ăn uống, hai cái hoạt động chính của người dân Sài Gòn mình. Ăn uống là số 1 đó, ăn uống nhậu nhẹt. Xin lỗi cô bác anh chị, quá đã. Bên tay trái của em có chợ Phú Thọ ha, chợ Phú Thọ. Con đường Lê Đại Hành này sẽ dẫn chúng ta đi về tới cái Bùi Binh, có con đường Âu Cơ, con đường Bình Thới, con đường Lê Đại Hành, con đường Nguyễn Thị Nhỏ và con đường Lữ Gia. Đó. Tối trên con đường Lê Đại Hành này có vẻ như không có nhiều cái hoạt động hàng quán ăn uống lắm. Tuy nhiên thì con đường Lê Đại Hành này nó là một con đường đẹp. Có con lương nè, hai bên đường thì một bên tới ba lên ha, bên tới ba lên.
Vị trí bên tay phải của em đây chính là vị trí trường đua Phú Thọ năm xưa. Ôn lại một chút cái kỷ niệm. Bây giờ thì phía ngoài nó thay đổi nhiều, phía trong nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta cũng sẽ thấy còn một vài cái hình ảnh cũ xưa đó. Trường đua Phú Thọ bây giờ đó là cái trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ, nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11 ha. Rồi em đi tiếp đây, chỉnh trang lại một chút cái camera. Cái con đường Nguyễn Thị Nhọ và nhà thờ Hồng, nhà thờ Tân Phước đó, thì ban đêm nó có một cái phố ăn vặt, nó có một cái khu ăn vặt. Cái khu ăn vặt đó thì chủ yếu tập trung các bạn trẻ ăn uống buổi tối hẹn hò thôi, thì nó không có nhiều quán nhậu. Nhưng mà cái vị trí của cư xá Lữ Gia, con đường Lữ Gia đó, thì nó lại là một cái vị trí có nhiều quán nhậu. Cho nên tối nay thì em sẽ cập nhật cả hai luôn để cô bác anh chị cùng xem thử coi buổi tối ở đây người dân của mình có đi chơi, đi ăn uống, đi nhậu nhẹt ban đêm nhiều hay không. Đặc biệt trong những cái ngày cuối năm thì người ta đi siết nồng độ cồn rất là chặt, và có cái thông báo luôn nha, có cái thông báo hẳn hoi là sẽ lập chốt nồng độ cồn ngay các quán nhậu luôn, nhà hàng quán nhậu. Cho nên là cô bác anh chị ban đêm ở Sài Gòn đi nhậu thì lưu ý. Khu vực trường đua Phú Thọ, con đường Lê Đại Hành này ngày xưa chắc là không có to như vậy đó, bây giờ người ta mở ra to lắm. Vị trí trường đua Phú Thọ bên cái hướng của Lê Đại Hành. Ở đây thì chúng ta đang đi tới cái Phụng Binh. Đây có cái hoa viên Phú Thọ này, cà phê, cơm văn phòng, ăn uống á. Rồi đây coi, hoa viên không có một móng người luôn á. Cô bác anh chị thấy không? Hầu như là vườn không nhà trống. Đó, không có người luôn. Hoa viên Phú Thọ ha. Một phần kinh tế khó khăn, một phần sợ bị phạt nồng độ cồn quá cho nên là người ta không đi nhậu, bớt đi nhậu. Cà phê vỉa hè. Cà phê vỉa hè thì các bạn trẻ ngày hôm nay rất là yêu thích ăn uống. Ăn uống chứ không phải là cà phê. Ăn uống như thế này này, có anh chị thấy không? Đông không? Đó. Quá trời đông luôn. Bàn ghế dọc theo cái vỉa hè của con đường, dọc theo cái lề đường của con đường Lê Đại Hành ha. Bên tay trái của em ở đây là chúng ta sẽ quẹo về Âu Cơ và Bình Thới. Lâu lâu mới về cái vị trí này. Tối đó, một vùng bên trái của em là về Âu Cơ với Bình Thới. Âu Cơ thì đi về Bà Quẹo, Bình Thới thì đi hướng về Minh Phụng rồi Lạc Long Quân. Rồi em mời cô bác anh chị đi trên con đường Nguyễn Thị Nhỏ nha. Ở đây thì có cái chung cư Phú Thọ nè. Cái mùa dịch đó, người ta lấy, người ta làm cái cách ly tập trung, và sau đó thì bây giờ là thua luôn, không ai ở hết, quản xá đầu ghế không ha, vắng tanh luôn. Ở đây có cái nhà thờ ngay cái góc này, thì có cái con đường C này là đi ngang cái chung cư Phú Thọ để ra
ra hướng con đường Lữ Gia nha. Em sẽ đi thẳng luôn con đường Quỳ Thị Nhỏ Dương Công Trần này, đi về hướng của nhà thờ Hồng, nhà thờ Tâm Phước. Quán xá mà các cái quán gọi là quán nhậu á, là bây giờ quán nào cũng chung số phận hết, nó vắng thôi rồi. Còn mấy cái quán ăn và cà phê thì nói chung cuối tuần còn có khách. Mấy quán cà phê này nhìn ấm ấm, có các anh chị thấy người ta thả đèn rồi ngồi bệt bệt như thế này chứ cả bộ cũng hay. Giá thì nó mềm hơn một chút so với những cái quán ở trong trong nhà kiến, trong cái mặt bằng rộng à. Phía trên là chung cư Phú Thọ của các anh chị. Mấy quán cà phê ở đây nè, cũng có khách nè. Đây có hội ẩm thực này. Cái hội ẩm thực ở đây này nó nhỏ thôi, có mấy cái sạp, có mấy cái quầy người ta bán đồ ăn này kia ngay chung cư Cốt Mắt đây. Rồi đây là ngã ba giữa con đường Lữ Gia và con đường Quỳ Thị Nhỏ nha. Em sẽ đi thẳng, nếu mà quẹo phải thì chúng ta đi ra đường Võ Văn, đường Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt là con đường Nguyễn Văn Thoại đó, khu vực Tô Yến Thành. Rồi em sẽ đi về nhà thờ Hồng trước, nhà thờ Tân Phước trước, sau đó một bên phải ra đường Lý Thường Kiệt rồi đi về lại đường Lữ Gia sau. Cái vị trí này là đi về cư xá Lữ Gia. Bên phải em có quán cà phê Đà Lạt Phố. Quán tối nhìn cũng vắng ghê, không có khách. Không biết cái khu này bây giờ đã bị gắn cái phố ẩm thực chưa, chứ em thấy buổi tối ở cái khu này cũng đông, người ta buôn bán nhiều đồ ăn lắm. Bắt đầu là cô bác anh chị thấy đây nè, nhiều quán. Đây là đường số 3. Không biết dưới kia như thế nào, ở đây thấy cũng vắng ha. Massage Thủy Mộc. Chắc là chưa bị gắn cái phố ẩm thực đâu, cho nên còn có thể là đông. Em mới đùa cho vui thôi cô anh chị. Người ta mua đồ ăn vặt ở đây đa số là bán mang về, và có những cái xe đẩy đi bán buổi tối, bánh tráng trộn, để có cuốn heo chiên nữa hả. Đó, chủ yếu là người ta bán mang đi là nhiều à. Mấy cái xe lạo vặt bên đường như thế này nè các anh chị, cũng may là không có bị công an đi đổi. Nó đây, về phố ấy. Bánh mì, mấy cái xe người ta bán lặt vặt bên lề đường á, rồi các bạn trẻ, các người đi đường người ta ghé ngay người ta mua mang đi. Ở đây là quẹo phải là vào khu xá Lữ Gia. Có trật tự đô thị đứng đây nè, rồi xong luôn, hết bán. Ở vị trí này là nhà thờ Hồng,
nhà thờ Tân Phước đó anh chị. Nhà thờ Hồng thì không có nằm ở đây, nó nằm ở sát bên cái hầm bên công viên kìa. Đây là nhà thờ Tân Phước. Ở bên trong còn có đèn Noel nè. Tối ở nhà thờ Tân Phước đây. À, những cái vị trí bán đồ ăn vặt thì trật tự đô thị hốt, còn cái những cái vị trí bán đồ nhậu thì cảnh sát giao thông đồ hốt xong luôn, giải tán khỏe. Ở đây là nhà thờ Tân Phước ngày hôm nay nha, em cũng muốn gửi đến cô bác anh chị một vài cái hình ảnh mặc dù là ban đêm. Còn cái hầm kia, cái công viên Tân Phước đó, ngày xưa thì cái nhà thờ ở bên đó, bây giờ người ta xây qua cái nhà thờ mới dời qua bên vị trí này rồi. Bên phải em là trường trường gì? Trường Trắc. Trường Trường Trắc. Đây, Mây Cha, cái quán Mây Cha này không biết nó như thế nào mà đông. Quán nào em thấy mở ra cũng đông hết, bán mang về cũng như là ngồi tại chỗ. Đây, những cái xe bán đồ ăn, thức uống, chả nụi nướng Lucky. Đó. Chỗ ăn uống ngay nhà thờ Hồng. Đứng người ta mua nè, bánh bạch tuộc rồi sinh tố. Thôi, đồ nướng, gà nướng, lòng nướng cũng đúng. Trần Văn Hoàng ha, đây là con đường Trần Văn Hoàng bao xung quanh công viên Tân Phước và nhà thờ Tân Phước. Đó. Thôi em mời con bác anh chị chạy theo cái con đường này đi ra đường Lý Thường Kiệt nha. Con đường này là ra Lý Thường Kiệt luôn, vị trí nhỏ là tới đây thôi. Bắt đầu ở đây là con đường Thiên Phước. Đó. Nói chung là cũng đông, cũng có khách, nhưng mà cũng vắng. Trật tự đô thị người ta đậu ngay cái góc đó là mấy người đi bán hàng rong rồi gì là quéo hết. Ở đây bên phải em có cái nhà này làm cái cổng hoành tráng ghê không. Trời ơi, 75 75A đó, hai gian luôn. Có mấy anh chị nghe nhạc xuân á, nhà xuân người ta đang mở đó, con cháu ông bà quây quần bên nhau đó. Đó, cái không khí ngày xuân. Mấy cái quán này thì vắng ha, con đường Thiên Phước. Bún mắm, bún thái. Tô bây giờ cũng bèo bèo cũng 40 mấy 50 ngàn, còn có chỗ họ bán bún mắm tới 70 80 ngàn một tô. Ở trong này là có một cái chung cư nữa, chung cư Lý Thường Kiệt ha. Quán vắng quá, không biết mấy cái quán nhậu bên Lựa Gia như thế nào. Giờ đây em thấy quán quán đanh này, trong này có mấy quán bia, ví dụ như đây là quán bia hơi Hà Nội, bia hơi Hà Nội, vắng quá trời luôn, ghế xanh, ghế đỏ, ghế vàng. Rồi em quay ra đây,
Bên này có quán bia hơi lợn mẹt. Lợn bia hơi lợn mẹt bên trái của em. Đó, bia hơi lợn mẹt. Lợn là con heo đó các bạn chị. Bia hơi lợn mẹt Tuấn Nga. Rồi bây giờ thì em chạy ra hướng đường Lý Thường Kiệt nha. Mặt tiền đêm ở đây người ta đóng cửa nhiều ha. Cũng ổn, bán buôn bán cái gì đó cũng vui. Ồ, ở đây hình như là cũng coi như là lần đầu em mới chạy vị trí này ban đêm á cô bác anh chị. Trước giờ hay đi ban ngày. Hôm nay đi ban đêm, mấy cái quán bên địa hạ như vậy chứ mà vui. Em mà ngồi quán này cũng thích ngồi mấy cái quán ở ngoài đường á. Mặc dù ở mình bây giờ khói bụi nhiều, ô nhiễm môi trường lắm. Nhưng mà ngồi ngoài ban đêm đôi khi thấy nó thoáng hơn chứ ở trong phòng nó biết bùng quá. Nguyên cái dãy vỉa hè này buổi tối không có ai kinh doanh buôn bán hết. Bây giờ em ra đường Lý Thường Kiệt nha. Quán cà phê, trà sữa cũng vắng ha. Giờ sao người ta nghỉ đi chơi đi ăn hết rồi. À, bên này thì nhìn thẳng qua đường Bắc Hải nha. Đó, nhìn thẳng ngay chỗ cây xăng này là qua đường Bắc Hải. À, đi về cư xá Bắc Hải, cư xá Sĩ Quan Chí Hoài. Còn ở đây thì cư xá Lữ Gia. Con đường Lý Thường Kiệt ở Nguyễn Văn Thoại ngày xưa, hướng này đi về đường 3 tháng 2, quán cà phê Highland này cũng rất là vắng luôn. Đó, vắng đều ha. Khách khứa đồ không có. Làm ăn mà như thế này 3-4 tháng là dẹp tiệm thôi. Có cơm sườn, cơm tấm, cơm gà, kem dừa, bún riêu, bánh canh cá lóc. Tối tối ở đây bán đồ ăn nhiều. Nó khỏa lấp đi cái hình ảnh nhà mặt tiền cho thuê quá trời. Người vô gia cư cũng nhiều. Đây là quán mì vịt tiềm Ba Huy. Đây là một chú đi hát rong, hát quán kéo kéo, quán lẩu nè, toàn là uống nước ngọt không à. Đó, uống nước ngọt với nước suối không à. Ở trên bàn giờ không thấy ai uống bia nữa, rét từng cơn. Vị trí này thì vắng ha. Khu này vật liệu xây dựng sắt thép đồ nhiều. Nhưng mà ban ngày đi ở đây cô bác anh chị thấy cũng ớn lắm. Người ta đóng cửa cho thuê dẹp tiệm quá trời luôn. Khu Lý Thường Kiệt. Đó, Lý Thường Kiệt, Văn Thoại đây.
đường số 281 bên phải em vào khu xã Lự Giang. Ở đây thì em sẽ đi ngang trường kỹ thuật Phú Thọ năm xưa ha. Bây giờ là trường Đại học Bách Khoa đó. Em sẽ đi về con đường Lự Gia, mấy cái quán nhậu ở ngoài đường Lự Gia đó tối nay như thế nào. Hôm nay đi về cái khu này cũng mới để cô bác anh chị khám phá thêm buổi tối ở cái vị trí Phú Thọ này ha. Đường số 3, bên phải của em là đường số 3. Cư xá Lự Gia ban đêm thì vắng, đi vào thì vắng lắm, nó không có như là cư xá Bắc Hải. Ở đây thì bên trong khu cư xá không có nhiều quán nhậu, quán cà phê hay là các cái quán beer club, quán bar rồi đó, không có. Chỉ có một ít quán ở mặt tiền thôi, mặt tiền cư xá Lự Gia như đường Lự Gia, đường Lý Thường Kiệt này. Chứ còn bên khu Bắc Hải thì ở trong khu Bắc Hải nó là một cái khu ăn chơi luôn, ăn uống và vui chơi, nói ngắn gọn lại là ăn chơi. Đôi khi mình thấy nghe cái từ ăn chơi nghe có vẻ nó quậy quậy quá, nhưng mà tại ba em bị thì chắc là ngày hôm nay nó cũng bình thường thôi. Ở đây là đường vào cư xá Lự Gia đối diện với lại trường Đại học Bách Khoa ngày hôm nay nha, trường kỹ thuật Phú Thọ này, bên trái của em này. Trái của em là cái cổng trường này. Trường này thì có mấy mặt lận, có hai mặt lận, nó nằm ở bên đường Tô Hiến Thành nữa. Tối ở trong là đang có cái gì á, em thấy có nhạc đục đùng, nhiều khi chắc cái hội chợ hay là tổ chức cái văn nghệ gì đó cuối năm. Có văn nghệ hát hò gì đó. Ở đây thì em sẽ tới con đường Lự Gia. Lự Gia rồi đây. Bên phải là Lự Gia, bên trái là Tô Hiến Thành ha. Về trái thì chúng ta về Hòa Hưng, Hòa Hưng Chí Hòa. Còn về phải thì về ngược lại đường Nguyễn Thị Nhỏ đó cô bác anh chị. Bây giờ em sẽ quẹo phải nha, ngay chỗ con đường Lự Gia này. Em mời cô bác anh chị đi dạo một chút trên con đường Lự Gia. Và bên kia chính là cái trường đua Phú Thọ ngày xưa, bây giờ đó là cái nhà thi đấu Phú Thọ quận 11 đó. Em xem thử coi dọc đây có các quán nhậu rồi như thế nào. Đây quán nhậu Lưa Thưa ha. Cũng có đôi ba khách nhưng mà cũng rất là vắng, bàn ghế trống rất là nhiều. Ở đây chỉ có bên phải thôi, còn bên trái là cái khuôn viên của nhà thi đấu Phú Thọ ngày hôm nay, quận 11. Ở đây em quẹo một phát ở đây trước nha. Hủ tiếu Nam Vang Ngân Phát vô 10m. Quẹo chút xíu ở đây thôi. Quán xá bây giờ vắng quá, ngay cả những quán cà phê, quán ăn uống bình thường cũng vắng. Xong người ta chạy người ta hay đá đèn kiểu đó ha.
đâu có gì đâu mà nhảy 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 chói mắt quá trời. Ở bên nơi mà cô bác anh chị sinh sống thì nếu mà người ta đá đèn thì có ý nghĩa gì? Ở bên nếu mà đá cái đèn pha lên như vậy có nghĩa là người đi ngược chiều là nhường đường cho cái người đó. Thì tất nhiên là có nhiều người ta cũng chẳng có nhường đâu, nhưng mà nó là một cái kiểu gọi là cho ổng qua trước đó, xin đường. Nhưng mà ở bên thì cái từ xin đường nhiều khi nó vô nghĩa lắm. Tại vì xin thì phải để người ta cho, không cho thì mình không được đi. Nhưng mà ở mình cứ mặc định đá rồi là đi thôi. Cũng không cần biết cái người đối diện là người ta có nhường hay không. Cho nên ở mình cái từ xin đường nhiều khi nó vô nghĩa. Em sẽ quẹo ở đây đi ha. Đi ra ngược lại con đường Lữ Gia. Trong này vắng quá trời. Mà đường ở đây hơi bị xấu nha, cho đoạn này nè. Ồ, ở đây có ốc luộc Hà Nguyên. Có quán ốc luộc. Trong hẻm mà đôi khi cũng có mấy cái quán ha, người ta làm nhỏ nhỏ vậy chứ nhiều khi khách quen biết ăn không, chứ còn người lạ thì hiếm, không có biết. Rồi em ra lại con đường Lữ Gia đây, quẹo chút vào trong coi có quán xá nào không. Có một vài quán cũng vắng lắm. Rồi, con đường Lữ Gia hướng về đường Nguyễn Thị Nhỏ nha. Chắc đi hết con đường này rồi thì cũng em cũng dừng cái clip luôn, cũng hết giờ. Quán xá ở đây cũng không khách ha, không có đến nỗi éo, nhưng mà bàn ghế ở đây nhiều ghê luôn. Vắng tanh luôn, vắng tanh như bàn trống quá trời luôn, một đêm thua lỗ. Cứ khoảng chừng 40-30% cái công suất của quán thôi. 30-40% thôi à, họ bán bê thôi. Bây giờ là cuối hẹo luôn ha. Quán bây giờ có bán cái gì không chứ bê thui là thua rồi, không có khách đâu. Quán xanh đây là quán cà phê này cô bác anh chị. Quán cà phê thì có vẻ ngon, xe đông nghe. Ở đây ngày trước trong các con hẻm có mấy cái quán nhậu nữa, nhưng mà bây giờ đúng thiệt là không thấy, có đóng cửa đâu hết rồi. Mấy quán cà phê ở đây thì hôm nay cuối tuần cho nên đông, xe đông. Tự chạy vào đây, ra đây có một quán nhà hàng Hoa Biển trái của em đó, Henneken đó, quán Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong ngày sáng sủa vui hơn nè. Oh, trong ngày quán nhậu cũng ngon lành nha, quán nhậu vỉa hè rôm rạ ghê không. Đường số 2 cư xã Lự Gia, ở ngoài đường ngoài quán to to giờ mang canh dữ quá, mấy chú trốn ở trong này, mấy chú ngồi nhậu ở đây. Chắc là em sẽ quẹo ngược ra lại đường Lự Gia nha. Trong này yên tĩnh ghê, và cái nhà bên trái của em là một cái nhà to, một cái dạng một cái biệt thự to đó. Đường trong này thì người ta mới cắn nhựa lại đẹp hơn ha. Em chạy lòng vòng trong một vài cái vị trí bên trong cư xá một chút xíu. Hôm nay đi cập nhật các con đường, các cái khu ăn uống ở ngoài, thành ra là cũng không có nhiều thời gian để chạy vào bên trong, nên là thôi. Rồi bây giờ thì em sẽ đi về hướng của đường Nguyễn Thị Nhỏ, và cũng xin được tạm dừng các clip ở vị trí đó luôn. Đêm nữa lại trôi qua, Sài Gòn mình càng gần về những cái ngày cuối năm, tất bật buôn bán làm ăn kiếm tiền. Trong cái giai đoạn tình hình kinh tế rất là khó khăn, hy vọng là qua năm vậy. Rồi em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn tràn đầy niềm vui trong những cái ngày cuối tuần, bình an sức khỏe, và chuẩn bị có một cái năm mới thật là may mắn thành công. Em sẽ quẹo trái con đường Nguyễn Thị Nhỏ đi ra lại đường Lê Đại Hành này, và em cũng sẽ tạm dừng các clip ở đây luôn. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Thôi buôn bán lặt vặt hai bên đường nhiều quá ha. Thấy nó cũng rôm rã vui vẻ.